Nhật Bản luôn được biết đến là một vùng đất của những tín ngưỡng tâm linh đa dạng và huyền bí. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, hiến pháp theo hướng hòa bình của Nhật Bản đã mang lại cho người dân nước này quyền tự do tôn giáo chưa từng có trước đây. Tuy nhiên, sự cởi mở đối với tất cả các tín ngưỡng cũng đã làm nảy sinh một số giáo phái kỳ lạ, khét tiếng nhất phải kể đến là Aum Shinrikyo, giáo phái gây ra vụ tấn công bằng khí độc sarin năm 1995 tại hệ thống tàu điện ngầm Tokyo. Mặc dù không nổi tiếng như Aum Shinrikyo, nhưng các giáo phái dưới đây cũng đáng được đề cập về sự quái đản và điên rồ của các nhà lãnh đạo cùng thành viên. Phòng thí nghiệm Panaway. Panaway là một nhánh của giáo phái có tên Chino Soho, có trụ sở tại Shibuya, Tokyo, được thành lập bởi một người phụ nữ tên là Yuko Chino vào năm 1977. Bà ta và các thành viên của mình tin rằng sóng điện từ là căn nguyên của mọi thảm họa môi trường và biến đổi khí hậu. Sự xuất hiện trong tương lai của hành tinh thứ 10 bí ẩn sẽ làm rối loạn các cực từ của trái đất và là nguyên nhân gây ra tận thế. Kỳ lạ hơn nữa, họ tin rằng Cộng sản đang tấn công họ bằng sóng điện từ. Để bảo vệ mình khỏi những cuộc tấn công đó, họ mặc quần áo toàn màu trắng, đeo khẩu trang phẫu thuật và đi khắp nơi bằng xe tải trắng. Nhóm lần đầu tiên gây chú ý vào tháng 3 năm 2003 khi họ đang cố gắng bắt cóc một con hải cẩu hoang dã mắc cạn tại một trong những con sông của Tokyo. Họ tin rằng việc trả hải cẩu về môi trường sống tự nhiên của nó sẽ giúp ngăn chặn ngày tận thế. Vào tháng 4, giáo phái này đã chiếm một con đường ở khu vực miền núi phía tây Tokyo. Các thành viên đã lót hàng rào và cây cối bằng vải trắng và giải thích rằng họ đang chuẩn bị cho một nơi trú ẩn cho ngày tận thế, điều mà họ tính toán sẽ xảy ra vào ngày 15 tháng 5 năm đó. Sau khi chính quyền phá trại của họ, giáo phái định cư ở một ngôi làng hẻo lánh và chờ đợi ngày tận thế. Khi ngày định mệnh đến và không có chuyện gì xảy ra, người chỉ huy thứ hai của nhóm đã tính lại ngày thành 22 tháng 5. Sau khi cả thế giới làm họ xấu hổ lần thứ hai vì không có ngày tận thế nào xảy ra, nhóm này cũng dần chìm vào quên lãng. Mặt trận vũ trang Đông Á chống Nhật. Những sinh viên cánh tả cực đoan phẫn nộ với hành động xâm lược của Nhật Bản đối với người thiểu số và các quốc gia khác đã hình thành giáo phái này vào cuối những năm 1960. Từ năm 1974 đến năm 1975, nhóm này đã thực hiện các cuộc tấn công ném bom với mục đích là các ngành công nghiệp mà họ cho là đã bóc lột các nhóm dân tộc thiểu số và người châu Á khác. Đặc biệt, vụ tấn công vào trụ sở Mitsubishi khiến 8 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Cảnh sát đã trấn áp nhóm này và tòa án đã kết án những kẻ cầm đầu với mức án tử hình hoặc chung thân. Một trong những thủ lĩnh bị kết án tử hình, Masashi Daidoji, sau đó đã lên tiếng xin lỗi. Việc chúng tôi gây ra thương vong không phải là điều tôi có thể biện minh. Lightspace Movement. Nghề nghiệp là một kế toán viên, Koji Takahashi, tuyên bố rằng ông đã trở thành một đạo sư giác ngộ và bắt đầu tổ chức một cuộc hội thảo về khai sáng bản thân vào năm 1983. Trong thời gian đó, ông cũng được cho là đã học theo các kỹ năng chữa bệnh siêu nhiên từ một thầy lang Ấn Độ mà ông ta đã theo học suốt 6.000 năm qua vô số lần đầu thai. Theo thời gian, Takahashi đã có được 200 thành viên cốt lõi của nhóm cũng như một lượng lớn người theo dõi. Năm 1999, Takahashi đã cố gắng chữa trị cho một thành viên lâu năm của giáo phái bị hôn mê do xuất huyết não. Ông ra lệnh cho người con trai, cũng là một thành viên, chuyển người đàn ông từ bệnh viện đến một phòng khách sạn. Sau đó, Takahashi thực hiện động tác chữa bệnh bằng tay, vỗ nhẹ nhiều lần vào người bệnh nhân. Không được chăm sóc y tế, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Takahashi và các thành viên của giáo phái cho rằng, cơ thể đang phân hủy của bệnh nhân là dấu hiệu cho thấy người này đang hồi phục. Sau cuộc gọi từ nhân viên khách sạn, cảnh sát ập vào và tìm thấy xác nạn nhân đang được ướp. Họ ước tính rằng xác người này đã bị phân hủy trong 4 tháng hoặc hơn. Họ đã bắt Takahashi, nhưng ông ta khăng khăng rằng chính việc khám nghiệm tử thi của cảnh sát đã giết chết người đàn ông xấu số này. Đối với tội danh giết người, Takahashi bị kết án 15 năm tù, nhưng sau đó được giảm xuống còn một nửa vì thẩm phán cho rằng Takahashi thực sự muốn giúp nạn nhân. Honohana Sampokyo được biết đến nhiều hơn với tên gọi giáo phái độc chân. Toàn bộ trò lừa đảo bắt đầu vào năm 1980 khi Hogen Fukunaga tuyên bố rằng ông ta đã trở thành người kế vị của Chúa Giê-xu và Đức Phật. Hắn tiết lộ rằng sức mạnh mới được tìm thấy của mình bao gồm khả năng chẩn đoán bệnh tật và dự báo tương lai bằng cách đọc lòng bàn chân. Sau đó, Fukunaga ép buộc khách hàng của mình tham gia các cuộc hội thảo tốn kém để chữa bệnh và giải quyết vấn đề của họ. Giáo phái dùng những lời lẽ gây sốc để kích động mối quan tâm của nạn nhân, tuyên bố sai sự thật rằng bệnh của họ có thể được chữa khỏi nếu gia nhập giáo phái và lừa họ số tiền cắt cổ. Hầu hết nạn nhân của hắn bao gồm các bà nội trợ. Mặc dù hắn cũng chỉ thị cho tay sai của mình nhắm vào các bệnh nhân tại bệnh viện và đặc biệt là những người mắc bệnh phải phẫu thuật, cảnh sát đã phát hiện ra âm mưu và bắt giữ Fukunaga cùng đồng bọn. Giáo phái của hắn bị giải thể và riêng Fukunaga lãnh án 12 năm tù. Nếu các bạn muốn biết thêm những thông tin thú vị về Nhật Bản thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh YouTube của Kilala nhé. Kilala, mài nước Nhật đến gần bạn hơn.